Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi cái tiết mục sửa sang lại bờ ao. Đây, phía trước trong màn nhỏ của các bạn là một cái ao mà bác Tài của chúng ta cần phải tiến hành sửa. Cái ao này thì đã được đào và đắp bờ cũng rất là lâu rồi, nhưng sau một thời gian thì toàn bộ cái phần ta ly đã bị sạt hết xuống vì đất ở đây khá là yếu. Công việc ngày hôm nay ở đây là bác Tài chúng ta đang tiến hành sửa sang lại cái bờ và cái phần ta ly để cho nó đẹp hơn, và xử lý những cái phần nào mà bị sạt lở xuống. Đấy. Đây, đoạn này thì đang bị lở hết rồi. Đây, khúc này thì bác Tài chúng ta đang tiến hành vét cái phần bùn bị lở lên bờ và làm ta ly lại cho cái mái ao này. Ao này thì có 4 mặt thì máy mới sửa được một mặt trước và một cái mặt đang làm đây nữa. Để cùng xem kỹ thuật cắt cơ làm ta ly của bác Tài nha. Mỗi nghề thì nó sẽ có một cái khó khác nhau. Đi làm ao đắp bờ này khó nhất là cái phần ta ly. Đấy, làm thế nào để nó có một cái ta ly, một cái mái đẹp như thế này. Con này là con Komatsu PC75, được độ với cần dài 12m, quả cần rất dài. Con này bác Tài của chúng ta độ quả cần dài tương đương với máy 100. Máy 100 bây giờ người ta chỉ độ tầm 12m thôi. Con này độ dài như máy 100 để thích hợp cho cái việc là vét bùn và làm ta ly với những cái ao sâu. Với một cái ta ly ở cái ao này sâu như thế này, nếu một quả cần 7-8m thì không vừa tới được đâu. Cần 12m thế này mà với kích cần luôn. Khúc này là bác Tài chúng ta đang chia đất, vét toàn bộ cái phần đất bị sạt lở dưới ao lên, tạo thành một cái cơ. Nếu nhìn chẳng như trong video này thì các bạn có thể thấy là cái bờ ao này nó có hai cái mái. Đấy. Một cái mái to chính ở bên dưới và một cái mái nhỏ nhỏ ở phần trên bờ nữa. Cái bờ này thì ngày xưa một đội máy khác đắp lại bị sạt hết rồi. Bây giờ thì sau khi con máy này sửa sang ta ly và bờ xong thì bác chủ ở đây sẽ tiến hành đổ bê tông ở phần ta ly. Cái việc đổ bê tông như vậy thì rõ ràng sẽ không bị sạt ở bờ nữa, nhưng mà lại khiến cho máy của chúng ta không có việc để làm. Chia đất càng chuẩn bao nhiêu thì lúc mình làm mái nó càng đẹp bấy nhiêu.
đối với những cái mái mà nó dương đất lên thì chúng ta dễ dàng xử lý, nhưng mà đối với những cái mái mà bị âm nhiều ấy thì chúng ta lại phải nuôi lại mái. Kéo đất này càng kéo chuẩn bao nhiêu thì lúc mình vút mái nó càng đẹp bấy nhiêu. Anh em nào mà bù kết con này thì cũng gả luôn nhá.
Như vậy toàn bộ cái tali của cái bờ ao đã được vuốt xong. Bây giờ bác Tài đang tiến hành đóng cọc tre để giúp gia tăng cái phần bờ được chắc chắn hơn. Một cái tali rất là đẹp. Rồi, video của mình ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.